Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là một chiếc iPad mini 6 và hôm nay mình sẽ mở hộp cái iPad này ra xem bên trong nó có những gì và thiết kế cấu hình ra sao nhé. Thì iPad mini 6 được sản xuất và ra đời vào năm 2021, nó sẽ thay đổi hoàn toàn so với những cái thiết kế của iPad mini trước đây. Thì những cái dòng iPad của Apple cũng đã thay đổi theo cái thiết kế là cạnh vuông và tràn viền rồi. Đấy, thì riêng dòng mini thì đến mãi đến năm 2021 nhá, thì thiết bị thế hệ thứ 6 này mới có thể thay đổi được. À, về mặt trước các bạn thì nhìn thấy đây, nó sẽ có một cái thiết kế tương đồng. Khi nhìn vào các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ tương tự như dòng iPad Air. Đấy, iPad Air không nhỏ. Thì đây là một cái điểm mà cái dòng mini này mang lại. Đó. Về mặt trước thì là hình ảnh logo của thiết bị rồi. Mặt sau bên cạnh vẫn là thông tin của iPad, iPad mini phiên bản. Đấy. Mặt sau thì chúng ta sẽ có thông số cấu hình. Ví dụ như iPad mini phiên thế hệ thì bao nhiêu. Đấy. Và dung lượng của chiếc iPad này là gì. Đấy, bên cạnh đó sẽ có cái số series nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem bên trong nó có gì nhá. Đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc iPad như thế này. Đó, do cái bản này là mình đã mở hộp rồi nên nó không còn seal, không còn cái nâng lên nữa, cho nên là các bạn sẽ phải mở ra hơi khó một chút. Rồi, tiếp đến ở đây phụ kiện đi kèm thì riêng dòng iPad thì vẫn được tặng kèm, đó là sạc cáp đầy đủ. Đó, đây là dòng UI của iPad nhé. Và iPhone thì nó đã bỏ cái sạc cáp rồi, cho nên các bạn nếu mà muốn mua một cái cụ sạc mà bóc hộp ấy, thì chỉ thể lựa chọn là cái dòng iPad thôi. Chúng ta sẽ có một cái cụ sạc đi kèm như thế này. Đấy, phiên bản tùy phiên bản nhé. Có phiên bản Việt Nam thì cụ sạc nó sẽ dài hơn một chút. Phiên bản Mỹ, thị trường Mỹ thì cụ sạc nó sẽ vuông như thế này. Đấy, nó sẽ là sạc nhanh 20W nhé. Rồi, và dây sạc đi kèm sẽ là một cái dây sạc đầu tai C và vẫn là cổng sạc, cũng là cổng sạc tai C luôn. Đấy, chúng ta sẽ có hai cổng sạc tai C. Tuy nhiên thì đây chỉ là dây sạc mà mình để tạm ra đây thôi, thì các bạn sẽ nhìn thấy là phụ kiện đi kèm sẽ có như thế và sẽ là cái dây sạc hai đầu tai C nhá, chứ không phải là một đầu Lightning và một đầu tai C nữa. Đấy, đầu vào là tai C như thế này và đầu ra cũng là tai C. Đó, thì đấy là cái phụ kiện cũng như là cái hộp đi kèm. Bây giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy này, đấy, vỏ hộp. Ngay lập tức vỏ hộp nó đã hiển thị luôn, quay ngang ra các bạn sẽ nhìn thấy nó là cái chữ mini được cách điệu như thế này rồi. Đó, mini. Đó. Phiên bản trên tay mình là phiên bản màu đen nên vỏ hộp nó sẽ như thế này. Còn các phiên bản khác thì nó sẽ có những cái hình sắc, hình thái và màu sắc khác nhau của cái chữ mini này, tùy biến để sao cho nó phù hợp với màu của máy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói về cái điểm nhấn của chiếc iPad này. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái cảm giác cầm nắm của chiếc iPad đã. Dòng mini thì luôn luôn hướng đến những cái người dùng, đó là cảm giác tiện lợi, nhỏ gọn. Đấy, trong cái quá trình sử dụng, cảm giác cầm nắm chiếc iPad mini này khá là ok nhá. Đấy, cảm giác cầm nắm rất thích. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ điểm về những cái thông số khác. Đầu tiên thì về thiết kế trong được chiếc iPad mini này, nó chỉ là 297g thôi, rất là nhẹ nhá. Nó còn nhỏ nhẹ hơn cả cái dòng iPhone 14 Pro Max ấy, và nó sẽ nặng tương đương với khoảng iPhone 14 Pro. Đấy, cầm rất là thích, rất là gọn, mình có thể cầm hoàn toàn trên một tay như thế này. Đấy, các bạn có thể cầm hoàn toàn trên một tay luôn nhá. Rồi, ok. Kích thước của chiếc iPad này thì các bạn có thể thấy được kích thước của chiếc iPad này. Bây giờ mình sẽ nói cụ thể. Ví dụ như chiều dài, chúng ta sẽ có một cái chiều dài như thế này là 19.5cm. Đấy, 19.5cm nhá. Đó, chiều ngang 13.4, gần như là 13.5cm. Đó, và độ dày của nó chỉ là 6.3mm thôi. Đấy, rất là mỏng nhá, 6.3. Đấy, có nghĩa là 6mm đấy. Đấy, 6.3. Đấy, 6.3mm. Rất là mỏng luôn. Rồi, thì đấy là cái chiều ngang, chiều rộng và chiều dày của cái iPad này. Rồi, nó còn mỏng hơn cả những cái thiết bị như iPhone XR hay là iPhone 14 Plus. Đó, kích thước là 7.1, 7.2 cơ, 7.4 cơ. Còn iPad này nó chỉ có 6.4mm thôi. Đấy, thì đấy là cái độ mỏng của chiếc iPad này. Rồi, chúng ta sẽ có một cái thiết kế, đó là mặt trước là bằng kính. Còn toàn bộ xung quanh, phần lưng cũng như là phần viền này nó sẽ là bằng nhôm. Đó, chứ không phải là thiết kế bằng kính nhá, mà bằng nhôm hoàn toàn, nhôm nguyên khối như thế này, nhôm liền khối. Mình sẽ đi dần vào từng vị trí. Đầu tiên thì mình sẽ điểm về cái mặt lưng. Đây, mặt lưng thì tất cả các thiết bị của Apple mà để phân biệt, các bạn cần phải nhìn mặt lưng mới có thể phân biệt được. Còn lại là nếu mà các bạn nhìn ở các mặt khác thì sẽ khó phân biệt hơn. Về mặt lưng thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế cơ bản như thế này, vẫn có chữ logo iPad ở dưới, có chữ số có series ở trên nhá, được khắc series ở trên như thế này. Đó. Ở chính giữa là logo táo và bên trên cùng bên trái nó sẽ là một cái cụm camera. Thì cái cụm camera này nó sẽ phân biệt được đối với tất cả những cái dòng iPhone như iPad. Ví dụ ở đây cái cụm camera này thì nó sẽ dành cho như iPad E4 này, E5 đều dùng cụm camera đơn như thế này. Đó, iPad Pro 2018 cũng sử dụng cái cụm camera đơn như thế này.
thì các bạn có thể nhìn thấy camera lồi lên như vậy, tương tự như với cái dòng iPhone XR ấy. Chúng ta sẽ có một chiếc camera đơn. Camera đơn này thì cái độ phân giải của nó sẽ là 12 megapixel. Chúng ta sẽ có thể chụp được cả góc rộng nữa và tự động lấy nét AF. Đấy. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thể quay được cái video là 4K, đấy, độ phân giải 4K hoặc là 1080. Sẽ có cả chống rung điện tử nữa. Rồi, đi kèm sẽ có một cái mic ở bên cạnh, đấy, một cái mic bên cạnh và một đèn flash hai tông màu. Đấy. Ok, thì đấy là thiết kế của camera iPad. Tuy cái độ phân giải của nó là 12 megapixel nhưng mà theo mình sử dụng thì iPad mini này ít, kể cả những cái dòng iPad khác thì mình sẽ ít chụp ảnh hơn trên chiếc iPad, cho nên là mình cũng sẽ không quá quan trọng về cái camera. Rồi. Đấy là về mặt sau của thiết kế. Các mà về cái mặt bên phải chúng ta, cạnh bên phải của chúng ta thì sẽ không có thông số gì cả và chỉ có một cái dải anten. Đây, một cái dải anten 5G như thế này thôi. Đó. Và nếu mà đối với những cái bạn Wi-Fi thì chúng ta có thể nhìn thấy bạn Wi-Fi thì nó sẽ không có những cái vạch chia ở đây và chỉ có những cái vạch chia như vậy thì mới là bạn 5G nhá, lắp được SIM. Còn bạn Wi-Fi thì sẽ không có những cái vạch chia. Đấy. Không có những cái vạch ở hai trên thân máy như thế này. Bạn Wi-Fi phải chỉ trơn như thế thôi. Liền lạc nguyên khối như thế này. Rồi. Về cạnh bên trái chúng ta cũng không có một cái gì cả, không có mic cũng như là không có bất kỳ một cái nút bấm nào. Và nút bấm thì nó đã chuyển đổi rồi, nút bấm âm lượng tăng giảm thường ở đây thì bây giờ nó đã chuyển đổi lên cạnh trên. Đây các bạn có thể nhìn thấy cạnh trên của chúng ta sẽ có đầu tiên là một nút nguồn rất là to như thế này, nút nguồn kèm cả biến vân tay. Đấy, được làm màu đen nhá, màu đen nó sẽ là đen bóng, không phải đen lì như nút hôm nhôm thường nữa, mà nút nguồn này nó sẽ tích hợp cả biến vân tay nên nó sẽ là đen bóng như thế này. Đấy. Cảm ứng rất là nhanh nhé, cảm biến vân tay một chạm rất là nhạy và nhanh. Rồi bên phải nó sẽ là hai nút tăng giảm âm lượng như thế này. Theo mình đánh giá thì nó để lên trên phần trên này cũng sẽ gọn hơn, tương đối là gọn. Đấy, không phải bên này nữa mà chúng ta toàn bộ nút bấm được đặt ở bên trên rồi. Đó. Tuy nhiên thì khi chúng ta cầm nắm như thế này, đấy, cầm nắm hay chơi game đấy, thì tăng giảm âm lượng sẽ tiện hơn, nhưng mà sẽ dễ là bị chạm phải khi trong quá trình chúng ta sử dụng nếu mà cầm ngang máy. Đấy, rồi. Ok, về bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có hai cái giải loa như thế này, nhưng thực ra thì chỉ có một loa thôi, chứ không phải là hai giải loa đâu, nó chỉ trang trí thế này cho đẹp thôi, chứ không phải loa nhé. Và chúng ta chỉ có một bên loa thôi, đó, một chiếc loa ở bên trên, nhá. Và bên cạnh đó, cạnh dưới cũng như vậy, cũng sẽ có hai giải loa, nhưng chỉ có một loa thôi, như vậy là chúng ta sẽ có hai loa, một loa dưới và một loa trên, đó, hai loa này là chỉ để trang trí thôi nhá, cho đẹp, đó, chỉ có dòng Pro thì mới có bốn loa, đấy. Còn những cái dòng Air hay dòng Mini là chỉ có hai loa thôi, đó, và ở dưới sẽ là chân sạc Type-C. Apple đã chuyển đổi sang dòng chân sạc Type-C rồi, rất là tiện lợi, chứ không như dòng mà các dòng mini trước là sử dụng Lightning nữa. Đó. Và dần dần thì tất cả những cái thiết bị của Apple đều chuyển sang sạc Type-C hết. Đó. Thì nó sẽ đồng bộ và tiện lợi hơn cho tất cả các phụ kiện, kể cả các bạn kết nối phụ kiện bên ngoài. Đấy là những cái góc cạnh của thiết bị này. Đấy. Góc cạnh cũng như là thiết kế của thiết bị này thì theo mình đánh giá đây là một cái thiết kế tương đối đẹp, vuông vức, khá là ok. Rồi. Chiếc iPad này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ nói về bên trong phần cứng của thiết bị này. Nó sẽ chạy mặc định là iOS 15 khi xuất xưởng nhá, và sẽ được lắp một con chip là Apple A15 Bionic chạy trên tiến trình là 5 nanomet. Đó. Một cái con chip mà hiện tại theo mình đánh giá là khá là mạnh. Các bạn có thể sử dụng lâu dài, tầm 5 đến 10 năm nữa vẫn ok. Đấy. Vì Apple là một cái thiết bị mà khá là ổn, kể cả những cái thiết bị ra mắt từ 10 năm trước. Những cái iPad Air đời đầu ấy, hay iPad mini 1 bây giờ vẫn có thể dùng để lướt web hay đọc báo được. Đấy, đấy là cái điểm tối ưu của Apple. Và các bạn có thể yên tâm rằng con chip A15 này rất là khỏe nhá, nên các bạn không phải lo lắng. Rồi, về dung lượng RAM thì thiết bị này nó chỉ có dung lượng RAM là 4GB thôi, nhưng mà theo mình đánh giá 4GB là vẫn quá là đủ dùng rồi. Và dung lượng mặc định của chúng ta ở đây sẽ chỉ là 64GB phiên bản mặc định. Đó. Dung lượng RAM là 4GB và phiên bản mặc định là 64GB. Đấy. Theo mình đánh giá là cũng khá ok. Đó. Rồi. Chiếc iPad mini 6 này thì sẽ có dung lượng pin là 5034 mAh, một cái dung lượng pin cũng tương đối là khiêm tốn. Đấy, theo mình đánh giá là như thế thì nó cũng chỉ tương đương với một số những cái dòng mà iPhone Android bây giờ, tablet Android bây giờ thôi, cũng như là những cái dòng điện thoại smartphone của Android cũng tương tự là pin 5000 rồi. Đấy, thì chiếc iPad này pin cũng tương đối là khiêm tốn nhá. Nhưng mà theo mình đánh giá thì trong quá trình sử dụng ấy, chiếc iPad này sử dụng được tương đối là lâu dài, các bạn có thể yên tâm quá trình sử dụng. Đó. Bên cạnh đó thì nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh rồi, nên bạn sạc rất là nhanh để đầy, cũng không quan trọng lắm về cái vấn đề, cũng không phải lo ngại lắm về cái vấn đề là máy iPad sẽ hết pin. Đó. Các bạn có thể sử dụng là chơi game cả một ngày dài thoải mái, đó, khá là ok nhá. Bên cạnh đó thì ở đây một cái thay đổi nữa về dòng mini 6 này đó là cái màn hình. Màn hình thì kích thước của nó đã tăng lên rất là nhiều rồi, tăng lên đáng kể nhá. Màn hình kích thước là 8.3 inch, sử dụng một cái tấm nền là Retina rồi, nên các bạn có thể nhìn thấy là
cái điểm ảnh rất là nét, màn hình rất là sắc nét, nên các bạn yên tâm trong quá trình sử dụng. Ngày trước thì mini nó sẽ được, nó sẽ không được được sắc nét và không được nổi lên, mà màn hình bây giờ nó thay đổi nhiều rồi, nên các bạn thì yên tâm. Đó. Thì cái camera trước các bạn thể nhìn thấy là camera trước nó sẽ hỗ trợ là camera góc rộng. Trước thì cũng là độ phân giải 12 megapixel và chúng ta sẽ có một cái camera Face ID này, là Face Time này, góc rộng, và nó sẽ cho chúng ta điều chỉnh, luôn luôn điều chỉnh cái khung hình người cơ thể vào trong giữa, chính giữa cái màn hình đấy, để chúng ta khi gọi điện thì nó sẽ điều chỉnh nó rất là tiện. Đấy. Đó thì đấy là toàn bộ những cái thông số, những là cấu hình của chiếc thiết bị iPad mini 6 này. Các bạn có thể vào trong playlist mình để tham khảo thêm những cái clip khác về chiếc iPad mini 6 này nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video của mình. Chào các bạn.